Công an Việt Nam hôm 18 tháng 9 loan báo quyết định khởi tố vụ án hình sự nhắm vào Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế liên quan tới việc cơ quan này cho phép một công ty dược phẩm nhập khẩu thuốc điều trị ung thư giả. Thông cáo đăng trên cổng thông tin của Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra của Bộ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác công ty Helix Canada và nhãn mác công ty Health 2000 Canada theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bộ Công an cho biết họ cũng đang tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty VN Pharma ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác. Thanh tra Chính phủ Việt Nam hôm 16 tháng 9 cho biết cơ quan này đã chuyển kết luận thanh tra vụ án buôn lậu thuốc trị ung thư giả xảy ra tại công ty VN Pharma sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xử lý đối với cán bộ đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý có liên quan. Theo kết luận thanh tra, trong 3 năm liên tiếp 2012, 2013, 2014, Bộ Y tế đã cấp 607 giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký, không yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trong đó có các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không đủ chất lượng và không thể sử dụng làm thuốc chữa ung thư cho con người như H. Capita, H. Epra 40 và H. Lastapen 500mg. Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói rõ trách nhiệm này thuộc lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược.